Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cầm cao 5 chỗ, kiểu dáng đẹp bắt mắt. Chiếc xe Hyundai Tucson, phiên bản máy 2.0 đặc biệt máy xăng, sản xuất năm 2021, làm bánh quãng đường cực kỳ ít, 36.000 km thôi anh chị ạ. Về tổng thể của chiếc xe thì luôn đảm bảo cho anh chị và các bạn, xe không đâm va, không ngập nước, có hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn. Chiếc xe này được ba chủ đi gia đình rất là giữ gìn. Sơn zin ngoại thất của chiếc xe, tỷ lệ sơn zin của chiếc xe nó còn rất là nhiều. Ở phần đầu xe thì nó sẽ nổi bật cho anh chị và các bạn cụm đèn pha full LED, đèn LED daylight, rồi những cái chi tiết tạo hình bóng đèn của chiếc xe trông nó rất là nổi bật và cuốn hút. Mặt ca lăng được trang bị hình lục giác với những viền mạ chrome to bản, những điểm nhấn ở phần đầu xe giúp cho chiếc xe nhìn trông nó khỏe khoắn hơn. Mâm thì được trang bị mâm đa lan hợp kim. Bậc lên xuống được trang bị là bậc cứng anh chị nhé. Ở dọc thân xe thì nó có những cái đường gân tạo khối giúp cho chiếc xe nhìn trông nó khỏe khoắn hơn. Đấy, các đường nét chi tiết sơn si ở xung quanh chiếc xe thì em cũng quay một vòng chi tiết cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi và cảm nhận cùng em. Với những đường nét mép nối mép cản của chiếc xe nó vẫn rất là đồng đều về màu sơn cũng như là độ khít. Mâm thì trang bị mâm hợp kim với kích thước là 18 inch, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Rồi là những cái chi tiết bậc lên xuống của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp này. Đấy, cụm ống xả ở phía sau thì nó sẽ được trang bị dấu bên dưới anh chị ạ. Tính năng an toàn ở phần đuôi xe thì nó sẽ có như là cảm biến cam đùi. Cốp của chiếc xe là dĩ nhiên nó sẽ sử dụng là cốp điện nên cái quá trình mở cốp của chiếc xe nó rất là nhẹ nhàng. Không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể để được nhiều đồ. Do là một mẫu gầm cao 5 chỗ, chỗ còn thừa lại thì nó sẽ sử dụng làm cái khu vực chứa đồ. Nó có vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý ở dưới cái tấm lót anh chị nhé. Đây là những cái chi tiết về keo chỉ, ốc ác của chiếc xe cũng như là cốp điện bằng nút bấm. Đóng mở rất là dễ dàng. Ở phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy qua thì những cái con mắt cảm biến nó có trang bị như là 4 con mắt. Rồi là hệ thống cam đùi. Tỷ lệ sơn zin của chiếc xe nó còn rất nhiều, tuy vậy cũng có vài điểm bị xước sát nhỏ anh chị ạ. Đấy, dàn nốt của chiếc xe được trang bị là dàn nốt bum hô, vẫn còn rất là dày dặn anh chị ạ. Cái không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc xe luôn là một cái điểm cộng ở trong phân khúc gầm cao 5 chỗ. Đó là cái không gian ở phía sau mình có thể ngả sâu, giúp cho chúng ta khi di chuyển đường dài nó sẽ đỡ bị mệt mỏi hơn. Cùng với đó xe cũng có trang bị như là ba tự đầu mềm hay là bệ tì tay, những cái chi tiết má ghế của chiếc xe chị có thể nhìn qua, các đường chỉ hay là những cái phần chất lượng ghế ngồi nó vẫn giữ được độ hoàn hảo anh chị nhé. Có đục lỗ thông hơi. Trần xe thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh, các chi tiết rèm che chắn nắng được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Đây là những phần cửa gió điều hòa hay là những cái phần thảm sàn ba chủ ba ký trang bị cho chiếc xe, giúp cho chiếc xe nó sạch sẽ hơn trong quá trình vệ sinh. Với cái bộ thảm trải sàn này thì mình cũng sẽ tiết kiệm được một vài triệu rồi. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua phần cánh cửa với các phím chức năng như là lên xuống kính, chỉnh gương. Vô lăng của chiếc xe này thì nó có trang bị tích hợp ghế ngồi thì cũng có trang bị chỉnh điện đầy đủ hết cho anh chị và các bạn này. Những phần má ghế đến nòng ghế hay là ghế lái ghế phụ của chiếc xe anh chị và các bạn có thể theo dõi cùng em. Cần số của chiếc xe thì được trang bị là cần số dọc. Phía trong thì nó sẽ có như sạc không dây, cổng kết nối AUX, USB, phanh tay điện tử, drive mode, các chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, đổ đèo. Rồi là màn hình giải trí được trang bị là màn hình nồi. Điều hòa tự động được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn các chức năng tiện ích ở trên mẫu xe này rồi. Đấy, chìa khóa thì trang bị chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm start top, cửa lock panorama toàn cảnh, ghế điện, rồi là vô lăng thì có tích hợp giới hạn tốc độ, rồi là có đàm thoại. Phía sau nó sẽ có cụm đồng hồ hiển thị thông tin km cũng như là vòng tua hay là các thông số tình trạng của chiếc xe để anh chị và các bạn đưa ra phương án xử lý. Với mức giá của chiếc xe Hyundai Tucson 2021 2.0 đặc biệt
hiện tại em đang chào bán anh chị và các bạn với cái mức giá nó chỉ khoảng hơn 700 triệu đồng, khoảng 745 triệu đồng, giá vẫn còn giảm anh chị nhé. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.